trong suốt 3 tháng qua với 58 tập phim, có lẽ Phố Trong Làng là tác phẩm nhận được nhiều sự yêu mến, quan tâm nhất của đông đảo khán giả truyền hình. Mặc dù lựa chọn toàn những gương mặt mới, có những người còn chưa từng xuất hiện trên màn ảnh nhưng đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Mai Hiền cùng ekip đã có một tác phẩm quá thành công, nhận được vô vàn những lời khen, hiệu ứng tích cực từ phía khán giả. Ngay sau khi tập cuối của bộ phim kết thúc, dàn diễn viên góp mặt trong bộ phim Phố Trong Làng đã chia sẻ cảm xúc của mình trên trang cá nhân Facebook, đồng thời gửi lời cảm ơn đến khán giả đã ủng hộ cho tác phẩm cũng như vai diễn của họ. Diễn viên Lưu Duy Khánh, người thủ vai Trung Ý Hoàng đã bùi ngùi để lại lời cảm ơn, cũng như sự trân trọng của anh trong suốt khoảng thời gian được khán giả yêu mến, ủng hộ cho anh Công An Hoàng cũng ekip của bộ phim. Trước đây, nam diễn viên sinh năm 1997 đã từng tham gia rất nhiều bộ phim của VFC với các vai phụ. Hoàng là vai chính đầu tiên và cũng là vai diễn khiến tên tuổi của Lưu Duy Khánh được phủ sóng rộng khắp đến đông đảo khán giả truyền hình. Chính vì thế, đây là một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp diễn xuất của anh và cũng là động lực để nam diễn viên tiếp tục theo đuổi đam mê, ước mơ của bản thân. Diễn viên Đức Hiếu, người thủ vai anh Công An Đông của Phố Trong Làng, đăng dòng trạng thái cảm thấy biết ơn trên trang Facebook cá nhân. Có thể nói Đức Hiếu là nam diễn viên nhận được hiệu ứng vai diễn tốt nhất bộ phim. Diễn viên Trần Vân, người thủ vai Hoài cho biết, bức tranh về ngôi làng quê Phố Trong Làng đã để lại cho cô thật nhiều cảm xúc. Đôi lúc hào hứng, nhiều lúc lại tự ti về bản thân, có lúc lại cay sống mũi khi nhận được một bài học sau những cảnh quay. Hoài cũng là một vai diễn đánh giá sự trưởng thành trong lối diễn xuất của Trần Vân, cũng như dấu mốc trong sự nghiệp theo đuổi nghề diễn của nữ diễn viên sinh năm 1997. Nhân vật mến của Doãn Quốc Đam giúp anh thêm vào bộ sưu tập của mình những vai diễn không bình thường, một màu sắc hoàn toàn mới lạ mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc, từ hài hước đến tức giận và cuối cùng là yêu thương. Có thể nói, lối diễn xuất đỉnh chóp của Doãn Quốc Đam khiến người xem vô cùng ấn tượng, xứng đáng với biệt danh gã lập dị của màn ảnh Việt. Anh như sống cùng mến, thậm chí không ngại xuống tóc để làm cho vai diễn chân thật, gần gũi với khán giả nhất có thể. Sau vài đồng cục xúc trong Mùa Hoa Tìm Lại, Duy Hưng tiếp tục ghi dấu ấn với vai Hiếu của Phố Trong Làng. Vẫn là một vai có ngoại hình bặm trợn, ngổ ngáo nhưng sâu bên trong lại là một con người tốt bụng, ấm áp và rất có tâm. Lối diễn duyên dáng, chân thật, nhập tâm vào nhân vật cùng, với nụ cười đáng yêu của Duy Hưng đã giúp anh nhận được nhiều tình yêu mến từ phía khán giả. Duy Hưng lại tiếp tục vượt qua được cái bóng của chính mình với một hình tượng nhân vật hiền lành bên trong cái vỏ bọc hung hãn của ngoại hình. Tá Ngọc cũng là vai chính đầu tiên mảng phim truyền hình của diễn viên Ngọc Anh, cô nàng xinh đẹp sinh năm 1996. Mặc dù là diễn viên tay ngang, nhưng Ngọc Anh đã để lại cho khán giả ấn tượng sâu đậm với ngoại hình xinh đẹp cùng với lối diễn xuất chân thật. Mặc dù quy tụ dàn diễn viên mới, không có sao khủng nhưng Phố Trong Làng đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ. Tác phẩm còn mang luật pháp gần gũi đến với người dân, mang lại những thay đổi tích cực đến từng người, từng gia đình. Có thể nói, VTV lại có thêm một bộ phim thành công về đề tài nông thôn khiến khán giả thêm yêu và ngày càng ủng hộ cho phim Việt.
Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.